Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai đầu tuần cũng là ngày đầu tháng, ngày 3 tháng 6 năm 2024, Thành Giỏi đang có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, nhân dịp kỷ niệm 48 năm ngày sinh nhật nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường, 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 2024, và thực hiện theo di nguyện của người với 7 chữ vàng: ăn cây cỏ buông bỏ cho không trên tinh thần yêu thương cho không. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí long trọng phát động thi đua lập thành tích trong toàn thể cán bộ, nhân viên, bệnh nhân ung thư và người nuôi. Mục đích thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường trong công tác nghiên cứu khoa học và công tác từ thiện nhân đạo, giữ gìn và phát huy những giá trị cao đẹp của 7 chữ vàng mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã để lại, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức sáng tạo, tinh thần đoàn kết của tập thể cán bộ, nhân viên, bệnh nhân ung thư và người nuôi, góp phần nâng cao chất lượng hỗ trợ khám chữa bệnh, phục vụ tốt nhu cầu sức khỏe cho người bệnh ung thư. Nội dung thi đua về công tác chuyên môn: nâng cao chất lượng hỗ trợ khám chữa bệnh, đảm bảo an toàn cho người bệnh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào chẩn đoán và hỗ trợ điều trị bệnh, phát triển các dịch vụ y tế chất lượng cao đáp ứng nhu cầu đa dạng của người bệnh, nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Về công tác từ thiện nhân đạo, tổ chức các hoạt động khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ đối với đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, tham gia hoạt động thiện nguyện, chung tay giúp đỡ cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người thầy thuốc, phòng khám uy tín, chất lượng. Thời gian thi đua từ ngày 2 tháng 6 năm 2024 đến ngày 2 tháng 7 năm 2024. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tin tưởng rằng với sự nỗ lực, cố gắng của toàn thể cán bộ, nhân viên, bệnh nhân ung thư và người nuôi, thi đua lập thành tích sẽ diễn ra sôi nổi, hiệu quả và góp phần thực hiện tốt di nguyện của cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Xin trân trọng. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Cha Tường đã dành trọn cuộc đời mình để nghiên cứu khoa học về cháo nano, thảo dược nano và phác đồ hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ của cha, nhiều bệnh nhân đã tìm thấy hy vọng và kéo dài thêm cuộc sống của họ. Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha Pedro Nguyễn Văn Tường, tập thể phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cam kết sẽ thực hiện theo di nguyện của cha, tiếp tục nghiên cứu và phát triển phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư bằng cháo nano và thảo dược nano, đồng thời hỗ trợ bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối một cách tốt nhất. Cuộc phát động thi đua lập thành tích kỷ niệm 48 năm ngày sinh nhật nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường, 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 2024, và thực hiện theo di nguyện của người với 7 chữ vàng cũng nhấn mạnh những giá trị nhân văn cao đẹp mà cha Tường đã thể hiện trong suốt cuộc đời mình. Cha Tường không chỉ là một nhà nghiên cứu khoa học tài ba, mà còn là một tấm gương sáng về nhân ái, vị tha và hy sinh. Cha luôn dành cho bệnh nhân ung thư sự quan tâm, động viên và niềm tin giúp họ vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Lời cảm ơn và cam kết của tập thể phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là minh chứng cho sự trân trọng và biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của cha Pedro Nguyễn Văn Tường. Cha Tường sẽ mãi là nguồn cảm hứng cho tập thể phòng khám tiếp tục sứ mệnh cao cả của mình, góp phần mang lại hy vọng cho những bệnh nhân ung thư. Niềm tin và phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư bằng cháo nano và thảo dược nano. Tập thể phòng khám cha Tường tin tưởng vào hiệu quả của phương pháp hỗ trợ điều trị này và cam kết tiếp tục sẽ nghiên cứu và phát triển nó hơn nữa. Sự đồng lòng và quyết tâm, tập thể của phòng khám cha Tường đồng lòng quyết tâm thực hiện theo di nguyện của cha, giúp đỡ bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Cuộc phát động kêu gọi cộng đồng chung tay
góp sức hỗ trợ phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí trong công cuộc nghiên cứu và hỗ trợ điều trị ung thư. Cuộc phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày sinh nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 2024 và thực hiện theo di nguyện của người với 7 chữ vàng nhằm động viên cán bộ nhân viên, bệnh nhân ung thư và người nuôi tại phòng khám cha Tường cùng chung tay gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp của 7 chữ vàng mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã để lại. 7 chữ vàng ăn cây cỏ buông bỏ cho không là di sản tinh thần vô giá mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dành tặng cho phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Những lời dạy này không chỉ là kim chỉ nam cho hoạt động y tế của phòng khám mà còn là nguồn động lực to lớn cho tập thể cán bộ nhân viên, bệnh nhân và người nuôi nơi đây. Tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Nhờ thấm nhuần lời dạy của cha Pedro Nguyễn Văn Tường, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn duy trì tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa mọi người, cán bộ nhân viên, bệnh nhân ung thư và người nuôi, hết lòng, hết sức tận tâm yêu thương, chia sẻ với bệnh nhân và người nuôi. Bệnh nhân và người nuôi cũng luôn dành cho nhau sự thấu hiểu, động viên giúp đỡ lẫn nhau vượt qua những khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Ánh sáng hy vọng cho bệnh nhân ung thư với phương châm ăn cây cỏ buông bỏ cho không, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí luôn nỗ lực mang đến cho bệnh nhân ung thư những dịch vụ y tế chất lượng cao, góp phần tiếp thêm hy vọng và niềm tin vào cuộc sống của họ. Phòng khám cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động hỗ trợ tinh thần cho bệnh nhân, giúp họ lạc quan, vui vẻ và chiến đấu với căn bệnh ung thư một cách mạnh mẽ nhất, hướng đến hạnh phúc đích thực. Mục tiêu cuối cùng của phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là mang đến hạnh phúc đích thực cho bệnh nhân ung thư và người nuôi. Hạnh phúc không chỉ đơn giản là khỏi bệnh mà còn là sự bình yên trong tâm hồn, sự lạc quan trong cuộc sống và niềm tin vào tương lai. Lời kêu gọi hành động. Cuộc phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày sinh nhật nhà nghiên cứu cha Pedro Nguyễn Văn Tường 2 tháng 7 năm 1977, 2 tháng 7 năm 2024 và thực hiện theo di nguyện của người với 7 chữ vàng là lời kêu gọi hành động để mỗi cán bộ, nhân viên, bệnh nhân và người nuôi tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cùng chúng ta gìn giữ và phát huy những giá trị cao đẹp của 7 chữ vàng mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã để lại. Hãy để tinh thần ăn cây giật cỏ buông bỏ cho không luôn lan tỏa và lan tỏa, góp phần xây dựng phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí ngày càng phát triển và trở thành điểm tựa vững chắc cho bệnh nhân ung thư trên hành trình chiến đấu với căn bệnh quái ác. Phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí kêu gọi cán bộ nhân viên, bệnh nhân ung thư và người nuôi hãy cùng chung tay góp sức nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức sáng tạo và tinh thần đoàn kết để góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ tốt nhất nhu cầu sức khỏe cho người bệnh. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, mỗi cán bộ nhân viên cần ý thức được vai trò trách nhiệm của bản thân trong công tác khám chữa bệnh, luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bệnh nhân ung thư và người nuôi cần nâng cao ý thức hợp tác với các thầy và nhân viên y tế tuân thủ hướng dẫn điều trị để đạt được hiệu quả tốt nhất. Phát huy ý thức sáng tạo, khuyến khích cán bộ nhân viên đề xuất các sáng kiến cải tiến quy trình, phương pháp khám chữa bệnh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Bệnh nhân ung thư và người nuôi có thể chia sẻ những kinh nghiệm bài học quý báu trong quá trình hỗ trợ điều trị để giúp đỡ lẫn nhau. Tăng cường tinh thần đoàn kết, tạo môi trường làm việc đoàn kết, gắn bó hỗ trợ lẫn nhau giữa cán bộ và nhân viên. Tạo dựng mối quan hệ gắn bó, tin tưởng giữa cán bộ y tế, bệnh nhân ung thư và người nuôi. Với sự chung tay góp sức của tất cả mọi người, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, tin tưởng sẽ ngày càng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, mang đến dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân. Ngoài ra, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn. Mọi sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước sẽ là nguồn động viên to lớn cho các bệnh nhân ung thư trên con đường chiến đấu với căn bệnh quái ác. Xin trân trọng.
mới động nổi có bị lớn vậy nè đó, rồi bác sĩ lên thành phố hẹn tới hẹn lưu hẹn hoài vậy đó, rồi ổng đi 2-3 tháng từ 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 cái nó bự vậy luôn. Rồi chị đi hết bác sĩ thành phố chạy rồi, người ta đâu có làm, chỉ Cần Thơ cũng chạy luôn, rồi về nhà cái quay ngang thuốc nam, ngay ngang thuốc nam xong rồi giờ thuốc nam cũng chạy luôn, giờ nằm chỗ chịu chặn luôn, không có đi đâu nữa, dư ông trời chết. Hiện tại bây giờ là ông thở không được, rồi ông nhức, ông đêm cũng nhức, cũng ngủ không được, sáng đêm luôn, với lại ông ngồi không được, ông ngồi ông lói, lói dữ lắm. Chứ giờ tính là nằm nhà là chết đó, chừng nào đợi này chết chết đi, chứ giờ không có còn cúng ở đâu hỏi nữa. Yêu cầu cho thầy mới thầy đây chị sao mà cho ông xẹp được rồi, chứ không có mong muốn gì hết. Cái qua tới tôi mới phóng như Cần Thơ, tôi mới khám, nó nói là nó khả nghi bu độc á, hỏi gì về con có mồi ếm không, có mồi ếm tôi lại chăng nó rồi nếu mà nó mổ không được thì chuyển viện xuống dưới Cần Thơ mổ phí nó nhẹ hơn á. Thế tôi mới đi xuống dưới bệnh viện Long Xuyên An Giang á, khám nó bị ung thư phần mềm, cái nó chuyển qua ngoài bệnh viện ông bú ra ngoài, cái nó cắt tiểu phẫu luôn, nó cắt chút xíu, nó thí nghiệm á, nó bú mỡ không gì hết, mà lúc đó là đang bự gì nè, là nó nấu bú mỡ mà ở ngoài tặng nít, còn bác sĩ nít không à, mà bệnh viện bú á, bắt đầu nấu bú mỡ, nếu mà chú mổ không mổ cũng được, nhưng mà không mổ mất đi cái phẩm mỹ của mình thôi, mà thí dụ như mổ nguy cơ rất xấu, tại vì cái phổi của chú là nó còn chỉ có nửa bên thôi, mà gây mê không đủ sức khỏe đó, cái nó không chịu mổ, rồi mổ đại đi nó không chịu mổ, bắt đầu cái tôi mới về nằm ở nhà càng ngày càng bự hoài. Cái tôi phóng xuống Cần Thơ cái nữa, xuống Cần Thơ cái nó khám lại, cái nó kêu tôi chụp CT á, chụp CT đâu đó đàng hoàng, cái nó kêu ô bây giờ nó chưa có di căn qua phổi, mới qua vai à, mổ được, nó cho về, nó kêu cho về một tuần lễ xuống sau xuống nằm viện đi, rồi nó theo dõi đằng nó mổ cho. Cái xuống dưới cái bác sĩ sáng bữa mà mình nó kêu mình về bác sĩ khác, rồi bữa xuống cái bác sĩ khác nữa, cái nó coi hồ sơ lại nó mổ không được, nó kêu đi vô đi, nó chỉ chỗ vô ba quá chắc á, cái tôi nói là tôi không đi vô, nó nói vô quá chắc là sau này mình không còn trị thuốc men gì được nữa, nên thôi tôi không vô, tôi nằm ở nhà hoài hoài vậy đó. Rồi hốt thuốc nam uống, đi tới đâu dở cái nắp lên là mấy thầy thuốc nam ta chạy chứ. Nó rồi ta kêu đắp cây này cây kia, đắp viết đi viết, nó ai chỉ đâu đi đó, đi đâu bây giờ nằm ở nhà niệm Phật đi thôi, hết còn uống gì nó như rồi mấy tháng nào muốn uống gì chứ. Còn nhau cháu nè, chồng cũng bị ung thư đây nè, nó chữa hết á, rồi nó điện xuống, nó điện lên, rồi nó bao xe xuống nhận qua, nằm nhận qua mấy nhà trọ đằng kia kìa. Gia đình kinh tế sao? Bán khoai lang, vợ bán khoai lang. Không khoai lang bán ha. Tôi nấu, tôi khuya được chút nấu. Cái thu nhập chắc cũng bấp bênh. Ngày có 100 mấy, nhiều khi bữa bán ới không lời. Bán khoai lang 31 năm rồi. Bán khoai lang á, nấu của bán. Bây giờ mình muốn giờ gì vậy? Tiền đâu mà để? Con á, nó mặn mướn. Cơm lại ba cái dàn cưới của nó đó. Đang nghỉ xuôi da với nhau. Mượn dạng, mượn bu giọng nó ngày qua bán. Mới đi đây nè. Đâu có đầy đâu đi. Mình nghỉ xuôi da để chứ nọ đó, là lúc mà nó cưới xuôi da cưới gái mình đã cho số vàng bu giọng á. Bán được 30 mấy triệu. Mình bán quá thì mình gom đi đây. Anh biết ra tôi mua thuốc sâu sẵn rồi đó. Tôi mua thuốc sâu sẵn uống á. Mà con cái nó cản hoài. Nó nhất tôi như vậy là tôi ngồi như là gần nửa năm đó. Gần nửa năm trời ngồi vậy không. Ngồi sáng đi đêm bây giờ con bóp. Con đêm nó thức nấu phai rồi về rồi cũng mỏi mòn mỏi rồi. Nó bóp tay bóp chân mình á, tôi chịu không nổi. Có 2-3 đứa gái nó có chồng có ra riêng, tư đứa nào cũng nghèo chứ. Rồi gần gũi mình đâu mà tiếp bóp tay bóp chân nếu mà xả vợ đâu. Tôi mua thuốc sâu sẵn á, tôi tính uống mà suy nghĩ quá à. Bây giờ mà muốn sao mà cho nó bể cái này ra, bạn mình lấy máu mủ ra. Nhưng mà tiếc vợ con thôi, còn nếu mà không bằng số rồi nó di mãn gì, nó chết thì vợ con nó khỏe nó hết thật thôi. Cái tôi không có sợ nhất. Thank you.
con ở khắp muôn nơi, mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, cầu ngang có một ông thầy, chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống, với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nà nó, uống trà thao dường, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bần, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, một nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Lạnh cơn
gần con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa đến xin con như khách lỡ đường cho đến. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa sống cô đơn trong chốn lao tù mà thăm. Có bao giờ con thấy Chúa, có bao giờ con thấy Chúa Truyền thông phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến
cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh trường đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Vinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Dòng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.